Ôi ơi, khát nước quá. Ê, ôi trời ơi, vùng này đã 3 năm nay không có giọt mưa nào rồi. Mày ơi, mày định rời khỏi vùng đất này chứ? Đi với tao nào. Tao không đi đâu, tao mệt lắm rồi. Đi đâu, trước sau gì cũng chết, tự ở lại cùng nhau chết trên vùng đất này đi. Tao không chịu chết đâu. Tao nhất định phải rời khỏi vùng này. Làm sao mà rời khỏi được? Nhất định tao sẽ đi tìm được vùng đất khác. Nhất định thế. Ơi ơi, tao không chịu chết đơn giản như vậy đâu. Trời ơi, chúng mày buông cho tao với. Ấy, ấy da da. Thôi, tốt nhất mình trèo lên đây cho nó chắc ăn. Chúng mày ngon thì trèo lên đây với tao này. Tao xử từng thằng một. Sướng đây anh dai, cảm ơn vì cái đùi nha. Tao tặng cho chúng mày đấy. Tao còn 4 cái chân với 1 cái đùi nữa cơ mà. Chúng mày lấy đi. Đúng là nguy hiểm thật. Hạn hán lâu năm, bọn kiến này nó cũng liều thật. Thôi được rồi, ta phải đi tìm vùng đất khác mới được. Chỗ này hạn hán cỏ cây sắp chết hết rồi. Này, anh bọ đen đi đâu đấy? Tôi định đi kiếm vùng đất mới. Đúng rồi, thế là tôi cũng định đi đấy. Thế thì mình cùng nhau đi nhỉ. Nhưng mà ta phải đi thật xa, rời khỏi vùng đất này, phải đi đến vùng đất thần tiên khác ấy. Thì tao biết rồi. Thôi được rồi, chúng mình cùng đi nhá, yên tâm đi ha. Tao đói lắm rồi, bây giờ tao ta cắn thử cái đuôi. Ấy, mày 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 buông tao ra, cái thằng này làm cái gì đấy? Ta thử thôi đi. Ta nói cho mày biết nha, mày mày không cắn được cái dâu tao đâu, dâu tao cứng lắm. Đùa thế thôi, chắc là mày cũng thử tao rồi, chúng ta đều ăn cỏ. Ấy, cái thằng này đi. Thôi được rồi, cái cây này có vẻ đang ở được đấy, tao với mày ngủ ở đây đêm nay nha. Ủa cái thằng kia sao lại chuẩn đi lên trời thế? Thì thói quen thôi. Thôi, đi ngủ đi mày. Đi ngủ đi. Sướng đây anh trai, cảm ơn vì cái đùi nha. Chúng mày lấy đi. Mày buông tao ra, cái thằng này làm cái gì đấy? Ta nói cho mày biết nè, mày không cắn được cái dâu tao đâu, dâu tao cứng lắm. Sáng rồi à? Trời ơi, Sáng thật rồi này. Này mày ơi, hôm qua tao vừa mới nằm mơ giấc mơ kỳ lạ lắm mày ạ. Nói rằng là vùng này hạn hán lũ lụt hết, khô cháy hết, thôi ta đi thôi. Nhưng mà ta đi bằng cách nào đây? Yên tâm đi, chúng ta sẽ đi kiếm một cây lá. Sau đó chúng ta sẽ lướt gió bay lên trên trời. Ê, có được không vậy? Được chứ. Nào, đi với tao nào. Thì tao không bay được nữa, tao mệt lắm. Thì cho nên mới phải bay trên chiếc lá đó. Lá nào cơ?
Lá bồ đề đấy. Chúng ta chỉ cần ở trên đó lái theo thói quen thôi. Tao với mày cũng đã bay rồi còn gì. Ê, từ từ đó đợi tao với. Nhưng mà đi kiếm lá bồ đề ở đâu? Trước mắt đây thôi. Tao biết một cái cây ở trên đây này. Đợi tao với. Đây rồi nhá. Rồi. Bây giờ tao xuống chọn một cái lá thật đẹp. Để chúng ta cắt ra. Có thể bay liệng trên bầu trời được rồi. Hè, lấy cái nào mày? Cái kia kìa. Mày xuống xem nào. Thôi được rồi. Lấy cái này này mày ơi. Cái lá này đẹp đấy. Được rồi, để lấy cho. Mày ở phía sau hỗ trợ tao. Tao sẽ lái ở phía trước. Nào, chuẩn bị chưa? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Nào, cùng lướt gió nào. Đi từ từ thôi mày ơi. Mày bay trên trời suốt thế mà còn sợ à? Cứ đi theo tao. Thế nào anh bạn? Ê, cũng hơi sướng một chút để... Tận hưởng đi. Tí mày sẽ còn qua nhiều vùng đất và nhiều vùng trời nữa đấy. Thế à? Chúng ta sẽ lướt qua các cái vùng trời và chúng ta sẽ đến một cái hành tinh khác để ở nha. Có được không vậy? Được chứ. Tao sẽ đưa mày đến một vùng đất thần tiên thật là xinh đẹp cho mày biết thế nào là tao. Dế mèn tao xưa nay vẫn là độc lập nhất mà. Mày thấy không? Bên kia đây là thành phố của loài người đây. Loài người ở dưới kia. Đoạn này phải bám chắc vào nha. Ở đây nhiều mây lắm đấy. Lượng lên cao hơn nữa đi mày ơi. Yên chí đi, tao lái mà. Mày lên cao thế mày ơi. Lên cao thế có được không? Được hết chứ, mày cứ yên tâm đi. Tao mà. Bây giờ chúng ta đang ở trên trời rồi đấy. Bám chắc vào nha. Ôi mày ơi, cái gì nó xanh đỏ thế kia? Thằng này chả biết cái gì cả. Đây là đường hầm không gian. Chỉ cần chúng ta lướt qua đường hầm không gian này sẽ đến hai đường hầm không gian khác và sẽ qua được vùng đất khác thôi. Thật thế à? Lỡ mày vào hố đen thì sao? Không sao, mày cứ tin tao đi. Đẹp quá mày ơi. Đẹp chứ. Mày tao trong mặt quá. Bình tĩnh đi anh bạn, sắp qua rồi. Ê, bám chắc vào nha. Nhưng mà đẹp thế nhỉ. Đây là đâu thế? Đây là vùng đất mới rồi mày ạ. Tao cũng chưa đến vùng này bao giờ này. Thế sao? Có bị lạc không? Không sao. Chỗ nào cũng là rừng xanh đẹp thế này thì ở được hết á. Được rồi, để tao đi kiểm tra đã. Mày ngồi đây nhé. Mày đi kiểm tra đi. Chào anh bạn chim nhá. Chúng mày làm gì ở đây? Bọn tôi đến tìm kiếm ở nơi ở thôi mà. Vùng đất này đẹp đấy chứ. Mày ơi, xuống đây uống tí nước đó mày ơi. Rồi chúng ta đi tiếp nào.
có vẻ nước ở đây rất trong xanh mày ơi. Ừ, tao không khát nước, mày uống đi. Ừ. Rồi, ok. Nước mát lắm mày ơi. Dế mèn ơi, dế mèn ơi, chúng ta phải đi tìm vùng đất mới chứ. Ê, cái thằng đang ngủ đây à? Chúng ta phải đi tìm cái chỗ mà làm nhà chứ. Ừ, thì đi. Mày ơi, chỗ này đẹp phết mày ơi. Úi ôi, có cây này. Trời ơi, xanh mơn mởn này mày ơi. Tao thấy vùng đất này tuyệt vời á, hơn cả tao mong đợi á. Thì tao cũng thấy thế mà. Tao cũng đang ăn cỏ đây. Ồ, cỏ non quá, tao phải tranh thủ làm vài miếng mới được. Chà chà, đẹp thế này cơ mà. Ôi mày ơi, tao tìm được chỗ ở rồi, tao sẽ ở đây. Tao sẽ chọn nơi đây làm nhà này. Mày cứ chọn nơi đó đi, tao đi kiếm một cái chỗ đẹp đẹp, view đẹp đẹp để tao làm nhà đã. Ôi giời, chỗ này của tao là hoàn hảo rồi. Tao ở đây thôi. Mày tìm cái chỗ nào nó đẹp đẹp đi nhá. Ừ, tao phải lên trên này xem thế nào đã chứ. Tao chỉ thích ở chỗ cao thôi. Ồ, chỗ này đẹp này. Mày ơi, tao tìm được cái chỗ này làm nhà được này. Tao làm cái nhà ở đây, sáng dậy khỏi phải đi kiếm thức ăn. Ăn cái cỏ này luôn này, ngon này. Ồ, thế này mày ở đấy à? Ừ, tao ở đây luôn. Wow, mày ạ. Ở đây nhìn xuống suối mát mẻ lắm mày ơi. Thì chỗ tao cũng thế mà. Được rồi, thế ở đó à, ok nhá. Ừ, chúng ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng sẽ được chọn nơi mình sẽ sống. Hãy thay đổi để cuộc sống tốt hơn, không như ai kia, chấp nhận số phận để rồi rơi vào hoàn cảnh bi đát.